Chào các bạn. Có hai cửa hàng cùng bán một loại sản phẩm giống hệt nhau. Và hai ông chủ cửa hàng này một ngày nọ cãi nhau chí chóe trước sự chứng kiến của đám đông nhiều người. Một ông sau khi cãi xong thì tức mình vào cửa hàng mình ghi giá trên sản phẩm chỉ 50.000 đồng, trong khi bên cửa hàng kia vẫn đề giá 100.000. Người ta mới hỏi là tại sao ông làm như vậy. Ông nói tại vì ông không thích cái ông kia nên hạ giá bán cho bỏ ghét. Chúng ta biết là đám đông bu lại cửa hàng 50.000 và mua sạch bách hàng hóa ở trong cái cửa hàng đó. Sau này người ta mới biết là hai cái ông chủ cửa hàng là hai anh em ruột, dàn cảnh mâu thuẫn nhau để tuồn hàng hóa cửa sau cho một cửa hàng có đám đông đang bu vào và mua cái kiểu trục lợi, nhưng mà không ngờ khách mua rơi vào cạm bẫy của hai cái người anh em khôn lanh kia. Các bạn biết là cái chiêu kinh doanh này không bao giờ cũ và nó chỉ biến hóa ra nhiều cái phiên bản khác nhau mà thôi. Thô thiển có, tinh vi có, vừa thô thiển vừa tinh vi cũng có luôn. Và nhân nói tới cái chiêu này, khi cập nhật một số thông tin về sản phẩm thì để tôi cập nhật một số cái thông tin về sản phẩm hiện đại cho các bạn nghe chơi. Truyền thông vừa rồi đưa tin rầm rộ về thế hệ iPhone tiếp theo của Apple. Đúng không? Là iPhone 8 và iPhone 10. Và trong tuần qua thì có cái báo cáo cho rằng là sau khi ra mắt thì cái đơn hàng của iPhone 8 rất im ắng, rất yên lặng một cách đáng sợ, không có nhiều người mua, coi như là bị ế đó. Thì một vài ông thần phân tích cho rằng đợt này là Apple thất bại trong việc ra mắt sản phẩm mới, đặc biệt là iPhone 8. Bây giờ tôi sẽ phân tích một số thông tin rồi sau đó các bạn tự nhận ra nhé. Được không? Về sản phẩm đó thì iPhone 8 chỉ nhỉnh hơn iPhone 7 một chút thôi, nhưng mà cái giá bán cao một cách gọi là bất hợp lý. Giá bán cao quá đỗi. Trong khi iPhone 10 đó thì còn hơn một tháng nữa sẽ lên kệ, lại có những tính năng vượt trội rất khác với iPhone 8 hay là các cái dòng iPhone còn lại. Cho nên đương nhiên là thị trường cho rằng cái sản phẩm iPhone 8 là một cái sản phẩm bất hợp lý, bị định giá sai, tính năng không có mới gì bao nhiêu mà lại bán với cái giá đó, ai mà mua. Và khách hàng râm ran với nhau là có ngu mới mua iPhone 8, hãy kiên nhẫn thêm một tháng nữa để mà ẵm em iPhone 10 về nó ngon hơn. Và họ râm ran đúng, sự khác biệt rất rõ nét giữa hai sản phẩm này. Tuy nhiên, có điều này có thể họ sai, đó là họ nhận định Apple thất bại với iPhone 8 khi định giá như vậy. Mà việc cải tiến sản phẩm không đáng kể. Họ đâu biết rằng, khi tôi nói họ đâu biết rằng, iPhone đã áp dụng bài của hai ông chủ cửa hàng trên, đó là tạo ra sự so sánh hết sức khác biệt để tạo cảm giác là khách hàng vô cùng thông thái, thông minh hơn nhà sản xuất, biết kiên nhẫn chọn sản phẩm tốt hơn, ở đây cụ thể là iPhone 10 đó. Và khi lợi thế của nó quá sức vượt trội so với iPhone 8, thì iPhone 8 là sản phẩm bất hợp lý trong mắt người tiêu dùng. Họ đợi để được mua iPhone 10 mới là xứng đáng đồng tiền bát gạo, đúng không? Thật ra, iPhone 10 mới là sản phẩm kiếm tiền của Apple và họ kiếm rất nhiều nhờ tạo ra lợi thế so sánh ở chính dòng sản phẩm do chính họ sản xuất. Thường thì người ta so sánh với đối thủ. So sánh với đối thủ là cái chuyện bình thường, không cao siêu bằng so sánh với chính bản thân sản phẩm do mình sản xuất, tạo hiệu ứng chờ đợi, nóng ruột để ẵm được em iPhone vượt trội. Họ đi trước người tiêu dùng nhiều bước xa lắm các bạn. Nếu mà mỗi đợt ra mắt chỉ ra một sản phẩm thôi đó thì sẽ không hiệu quả bằng hai sản phẩm. Tuy nhiên, thời điểm lên kệ hàng có thể chênh lệch nhau khoảng 2 tháng mấy. Nếu không có một sản phẩm bị định giá kiểu ngu ngốc thì làm sao có căn cứ so sánh với sản phẩm mà người tiêu dùng quyết định mua vì nghĩ rằng họ mua được giá hời hơn cái kia. iPhone 8 hay là iPhone 10 chỉ là cái tên gọi mà thôi. Còn hãng đó họ quan trọng số lượng bán được bao nhiêu cái. Đúng không? Hôm nay chia sẻ một cái ý tưởng về kinh doanh như vậy. Tùy các bạn muốn nghĩ sao và muốn áp dụng vào cái mô hình của mình như thế nào thì tùy. Nhưng mà cái chiêu thức kinh doanh này là nó có từ rất xa xưa cho tới tận ngày hôm nay người ta vẫn sử dụng. Cho tới bây giờ thì người ta biên tập, người ta biến tấu, người ta tạo ra. Và cái điển hình nhất, cái hãng mà thành công nhất sử dụng cái việc này đó, đi đầu là iPhone, sau đó là một số hãng công nghệ khác.
Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi tại sao lúc nào họ cũng phải ra một cặp sản phẩm? Thường thì người ta chỉ nghĩ rằng bởi vì có thêm nhiều cái sự lựa chọn, người này thích cái này, người kia thích cái kia. Cái đó thì đúng, nó không có sai. Nhưng đằng sau đó là cả một cái chiến lược để tạo cho khách hàng cái cảm giác là khách hàng vô cùng thông minh, biết chọn cái tốt nhất để mua. Đó mới là cái tuyệt chiêu kinh doanh. Chứ không phải là cái vấn đề mà công nghệ họ tạo ra lựa chọn này, lựa chọn kia rồi họ dừng lại như vậy. Nó không phải vậy. Ha. Và khi khách hàng nghĩ rằng là mình thắng, mình thông thái, mình biết chọn cái tốt nhất và mình đã mua được cái tốt nhất thì doanh số của hãng tăng lên. Tôi là diễn giả Francis Hùng, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp cấp cao và là cố vấn chiến lược kinh doanh cho các công ty. Và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi diễn thuyết, đào tạo hay tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.